Thưa quý vị và các bạn, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, hiện nay diễn biến xâm nhập mặn của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giảm gay gắt, nhưng cần thận trọng với các đợt triều cường kết hợp gió chướng, độ mặn có thể tăng cao đột ngột hơn so với dự báo. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo ở vùng thượng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm phần đất tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Long An, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ được xem là thuận lợi về nguồn nước so với các vùng khác trên đồng bằng. Ở vùng giữa đồng bằng sông Cửu Long cần đề phòng ảnh hưởng mặn bất thường do triều cường kết hợp với gió chướng. Khi lấy ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là đối với cây ăn quả vùng giáp ranh với mặn cần theo dõi chặt chẽ chất lượng nước. Viện cũng khuyến cáo người dân đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động tiết nước và bơm tát đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ hè thu. Để đề phòng rủi ro do hạn mặn gây ra, các địa phương cần có kế hoạch chủ động sản xuất, bố trí mùa vụ, vận hành hệ thống công trình hợp lý, tăng cường công tác giám sát mặn, cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các diễn biến nguồn nước.